Dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam và luật nhập cảnh xuất cảnh quá cảnh cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam là một trong những dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo. Để cho ý kiến tại kỳ họp thứ năm Quốc hội khóa 15 theo trình tự xem xét thông qua tại một kỳ họp. Truyền hình Quốc hội Việt Nam đã có cuộc trò chuyện với Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa, Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an liên quan đến nội dung và tác động tích cực của dự án luật này. Thưa ông, đối với luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam, vậy thì ông có thể cho biết những cái nội dung sửa đổi cụ thể sẽ như thế nào? À, cái dự thảo luật điều chỉnh sửa đổi bổ sung lần này thì đối với luật 49 thì có bổ sung 13 điều của cái luật xuất cảnh nhập cảnh của công dân Việt Nam với hai nhóm nội dung chính. Cái nhóm thứ nhất là cải cách các thủ tục hành chính để hoàn thiện quy định về việc thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực quản lý xuất nhập cảnh trên môi trường điện tử. Và đồng thời trong sửa đổi này thì luật cũng phân cấp giải quyết việc trình báo mất hộ chiếu phổ thông từ cấp cục quản lý xuất nhập cảnh về công an cấp tỉnh, từ công an cấp tỉnh về công an cấp huyện và từ công an cấp huyện về công an cấp xã. Cái nhóm nội dung thứ hai thì dự thảo luật đã sửa đổi để bổ sung thông tin nơi sinh vào giấy tờ xuất nhập cảnh. Dự thảo luật cũng sửa đổi quy định về các trường hợp trình tự thủ tục cấp hộ chiếu phổ thông theo cái thủ tục rút gọn, theo hướng mở rộng đối tượng và quy định về cái thủ tục cấp hộ chiếu theo thủ tục rút gọn trong một số trường hợp đặc biệt cấp bách. À, đồng thời là cũng bổ sung quy định về việc hủy giá trị sử dụng hộ chiếu phổ thông đối với các trường hợp đã được cấp hộ chiếu mà không đến nhận kết quả thống nhất cơ quan chủ trì đề xuất đàm phán, ký kết các điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế liên quan đến việc nhận trở lại công dân Việt Nam không được nước ngoài cho cư trú. Những cái sửa đổi bổ sung uh, lần này sẽ giúp người dân giảm cái chi phí đi lại, uh, từ đó thì giảm bớt khâu trung gian, hạn chế tiêu cực, sách nhiễu phiền hà đối với người dân. Được biết là những sửa đổi bổ sung của luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam lần này sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhằm thu hút người nước ngoài vào Việt Nam trong cái vấn đề đầu tư du lịch tìm hiểu thị trường. Vậy điều này sẽ được thể hiện cụ thể như thế nào trong dự thảo luật thưa Cục trưởng? Cụ thể là dự thảo luật đã quy định nâng cái thời hạn thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng và có giá trị một lần hoặc nhiều lần và mở rộng cái diện cấp thị thực điện tử cho công dân tất cả các nước vùng lãnh thổ à, trong khi là trước đây chúng ta mới chỉ có 80 quốc gia đưa vào danh sách là cấp thị thực điện tử và à, giao chính phủ quyết định danh sách cụ thể các nước vùng lãnh thổ trên cơ sở đảm bảo quốc phòng, an ninh, quốc gia và trật tự an toàn xã hội phù hợp chính sách đối ngoại và phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và cũng nâng cái thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày đối với công dân của các nước được việt nam đơn phương miễn thị thực